Thưa liệt vị Tôn Đức, kính thưa các vị khách quý, các Phật tử, chúng ta vừa trì niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm để cầu cho trai đàn chánh thế bình đẳng giải oan này được thành công. Chúng ta đã nói rằng trai đàn này là để cầu nguyện cho Âm Siêu và Dương Thái. Tôi muốn bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay để nói về cái sự liên hệ giữa cõi âm và cõi dương. Chúng ta làm thế nào để tiếp xúc với cõi âm? Và chúng ta có thể tiếp xúc được hay không? Và những người ở cõi âm làm thế nào để tiếp xúc với chúng ta trong cõi dương? Hai cõi này, cõi âm và cõi dương là hai cõi tách biệt hay là nó có dính líu tới nhau? Cố nhiên, chúng ta biết rõ rằng khi mà âm được siêu thì dương cũng được thái. Và khi mà dương được thái thì âm cũng được siêu. Và vì vậy cho nên chúng ta biết chắc rằng có một liên hệ rất mật thiết giữa hai cõi. Nhưng mà trong đầu óc của nhiều người là chúng ta thường nghĩ rằng cõi âm là một cõi nó hoàn toàn khác biệt với cõi dương. Và thường thường chúng ta nghĩ rằng cõi âm chúng ta không thấy được, không nghe được, không sờ mó được. Và những cái gì mà chúng ta không thấy được, không nghe được, không sờ mó được, có khi chúng ta nghĩ là không có. Chúng ta hãy tưởng tượng là trong cái không gian này, chúng ta biết rằng có những đài truyền hình, những đài phát thanh luôn luôn phát ra những cái chương trình trên các làn sóng. Và trong cái không gian nó đang bao phủ chúng ta có rất nhiều tín hiệu của các buổi phát thanh và truyền hình. Chúng ta biết rằng luôn luôn trong giờ phút này nó có những cái chương trình phát thanh và truyền hình, và những cái tín hiệu đó nó đầy rẫy trong hư không, nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta không nghe, chúng ta không sờ mó được những cái chương trình đó. Chúng ta cần phải có một cái máy thu thanh, máy thu hình để nó có thể nắm được những cái tín hiệu đó và nó chuyển dịch những cái tín hiệu ra đó, những tín hiệu đó ra làm những cái đối tượng mà con mắt ta có thể tiếp xúc được và lỗ tai của ta có thể tiếp xúc được. Và những cái ta không thấy, những cái ta không nghe, những cái ta không sờ mó được, chúng ta không thể nói là chúng nó không có. Ở trong kinh Từ Bi, Đức Thế Tôn có dạy rằng chúng ta phải phát khởi lòng từ bi của chúng ta đối với tất cả các loài ta thấy được và các loài ta không thấy được. Không thấy được, không có nghĩa là không có mặt. Ngay những con vi khuẩn nó làm ra bệnh tật của chúng ta không có thể thấy được. Chúng ta phải cần kính hiển vi mới có thể thấy được những con vi khuẩn đó. Và khi không thấy được những con vi khuẩn đó, chúng ta không thể nói rằng con vi khuẩn đó không có. Tại vì chúng ta có 5 giác quan, có 6 giác quan. Và những giác quan của chúng ta nó có cái giới hạn. Chúng ta có thể không nghe được những cái âm thanh mà con chó nó nghe được. Và chúng ta không có thể thấy được những cái hình ảnh mà con chim nó thấy được. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng có vội vàng nói rằng những gì tôi không thấy, những gì tôi không nghe, những gì tôi không có sờ mó được, tức là chúng nó không có. Có và không là hai cái ý niệm mà trong đạo Phật chúng ta thực tập
để có thể vượt thoát được hai cái ý niệm có và không. Và có hai ý niệm khác, nó đi đôi với là hai ý niệm có và không, đó là ý niệm còn và mất. Chúng ta không hiểu, không thể nào hiểu được cái sự liên hệ giữa cõi âm và cõi dương nếu chúng ta không có nắm được cái sự thật về vấn đề còn và vấn đề mất. Xin quý vị tôn đức, các vị khách quý và các vị đạo hữu, hình dung ra một hạt mưa nó rơi xuống. Hạt mưa nó có thể rơi xuống trên một tảng đá hay là rơi xuống trên mặt đất. Và có thể trong vòng mấy phút thì cái hạt mưa rơi xuống trên đất nó được đất hút vào. Có thể đất hút vào liền lập tức và chúng ta không thấy hạt mưa đó nữa. Hạt mưa vừa có đó, bây giờ đã trở thành không có đó. Trước đó chúng ta thấy hạt mưa và bây giờ chúng ta không thấy hạt mưa. Và chúng ta nói hạt mưa không còn nữa. Đó là một tri giác sai lầm, đó là một vọng tưởng. Hạt mưa vẫn còn đó dưới một hình thái khác mà ta không thấy được thôi. Ta không thể nói rằng hạt mưa đó không còn. Còn cái hạt mưa kia nó rơi trên một tảng đá và chỉ trong vòng 10 phút, 15 phút hạt mưa đó nó biến mất. Nó biến thành hơi nước, nó trở thành một phần của đám mây trên trời. Nhưng mà vì chúng ta không thấy cái hạt mưa đó cho nên chúng ta nói hạt mưa đó không còn nữa. Thì cái người thương của chúng ta cũng vậy. Người thương chúng ta nói là không còn nữa, nhưng kỳ thật điều đó là không đúng. Người thương của chúng ta vẫn còn đó và chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với người ấy nếu chúng ta có tuệ giác. Hãy tưởng tượng là chúng ta nhìn lên trời và thấy một đám mây mà chúng ta rất là ưa thích. Nhưng mà đám mây vô thường, và vì vậy cho nên mấy giờ đồng hồ sau đám mây sẽ biến thành mưa và chúng ta không còn thấy đám mây trên trời nữa. Tại vì chúng ta đã thương yêu đám mây, chúng ta đã lưu luyến đám mây, cho nên bây giờ đám mây không còn trên trời, chúng ta buồn, chúng ta than khóc. Chúng ta nghĩ rằng đám mây đã chết rồi. Đám mây từ cái chỗ có đã trở thành không. Đã từ cái chỗ còn đã trở thành mất. Trong khi chúng ta khóc than thì đám mây vẫn còn đó dưới dạng của một cơn mưa. Thật ra một đám mây không bao giờ có thể chết được. Chúng ta không thể nào làm đám mây từ có trở thành không. Không thể nào làm cho đám mây từ có trở thành không được. Đám mây chỉ có thể trở thành mưa, thành tuyết, thành mưa đá. Nhưng mà đám mây không thể nào từ có trở thành không được. Và trong khi chúng ta thương tiếc đám mây, chúng ta khóc, thì đám mây trong hình thái mới của nó là cơn mưa gọi chúng ta, nói rằng: anh ơi, anh có biết là em đang còn đây không? Em nhìn, anh nhìn xem, em đang còn đây dưới một hình thái mới, đó là một cơn mưa. Và vì vậy cho nên đám mây trong hình thái mới của nó đang gọi chúng ta mà chúng ta không nghe được, chúng ta không thấy được. Và chúng ta cứ tiếp tục than khóc, chúng ta cứ nghĩ rằng đám mây thân yêu của chúng ta không còn nữa. Thì người thương của chúng ta, người yêu của chúng ta, người thân của chúng ta cũng thế. Chúng ta không còn thấy cái hình dáng quen thuộc của người đó trong giây phút này nữa. Nhưng mà người đó không phải là không còn. Người đó không phải là đã mất. Và giữa chúng ta với người đó có thể có liên hệ rất là mật thiết. Và nếu chúng ta quán chiếu thì chúng ta có thể tiếp tục tiếp xúc với người đó, nói chuyện với người đó, cười với người đó và sống với người đó trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Cõi âm nó không có xa xôi gì đâu. Cõi âm rất là gần gũi chúng ta. Chúng tôi xin hiến tặng quý vị một cái hình ảnh khác là một cái hạt bắp
hạt ngô. Chúng ta gieo hạt ngô xuống đất mềm và chúng ta đợi 7 hôm hay 10 hôm thì hạt ngô đó nứt mầm và trở thành một cây ngô, cây bắp mới, cây bắp non. Mà khi cái bắp nó biểu hiện với ba cái lá mới của nó và một cái thân bắp mỏng manh của nó, chúng ta nhìn chúng ta không có thấy hạt bắp 2-3 tuần trước nữa, hạt ngô 2-3 tuần trước nữa, bây giờ chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ thấy thay vì đó, thay vì hạt ngô thì là một cây bắp con. Và chúng ta có thể nói rằng hạt bắp đã chết rồi, hạt bắp không còn nữa. Nhưng mà chúng ta ai cũng biết rằng hạt bắp không có thật sự chết, hạt bắp vẫn còn. Nhưng mà hạt bắp vẫn còn trong một cái hình thái mới. Hạt bắp chỉ thay hình đổi dạng, hạt bắp không chết, hạt bắp không phải từ có mà trở thành không. Và nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta nhìn vào cái cây bắp non, chúng ta thấy được hạt bắp vẫn còn trong hình thái mới của nó. Thì tổ tiên, cha mẹ, ông bà chúng ta vẫn còn đó. Nếu chúng ta biết cách nhìn thì chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và vẫn còn có thể nói chuyện được với tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Khi chúng ta nhìn vào cái cơ thể chúng ta thì chúng ta thấy rất rõ là trong mỗi tế bào của cơ thể có sự có mặt của tổ tiên, của cha mẹ. Cha mẹ đã trao truyền cho chúng ta rất nhiều. Mà cha mẹ ta đã trao truyền cái gì cho chúng ta? Cha mẹ ta đã trao truyền chính bản thân của cha mẹ cho chúng ta. Trong mỗi cái tế bào của cơ thể có sự có mặt đầy đủ của cha và của mẹ. Tất cả những cái gen, những cái nhiễm thể của cha mẹ trao truyền lại, chúng ta có, chúng ta thấy cái sự có mặt của cha mẹ ở trong từng tế bào cơ thể. Cho nên thường thường chúng ta nghĩ rằng cha ta ở ngoài ta và mẹ ta ở ngoài ta. Và nếu chúng ta giận cha hay là giận mẹ thì chúng ta giận cha ta ở ngoài ta, giận mẹ ở ngoài ta. Nhưng chúng ta ít khi nghĩ rằng cha ta cũng đang có mặt trong ta, mẹ ta cũng đang có mặt ở trong ta, ở nơi mỗi tế bào cơ thể. Và mỗi khi chúng ta giận cha, tức là chúng ta giận bản thân của chúng ta, tại vì chúng ta chỉ là sự tiếp nối của cha và của mẹ. Cũng như là cây bắp chỉ là sự tiếp nối của hạt bắp. Và nếu mà cây bắp nó giận hạt bắp, tức là nó tự giận cái bản thân của nó. Có một thiền sinh tới làng Mai ở bên Pháp, và thiền sinh đó bị bệnh ung thư, bị bệnh ung thư. Và có một sư cô khai thị cho thiền sinh đó và chỉ dẫn cho thiền sinh đó một phương pháp thực tập. Thiền sinh này người Mỹ. Sư cô hỏi rằng, này bác nói cho chúng tôi nghe sơ lược về tổ tiên, ông bà, cha mẹ của bác đi. Thì vị thiền sư đó tiết lộ rằng bà ta có một ông nội rất là khỏe mạnh, sống tới 95 tuổi. Thì sư cô làng Mai mới nói rằng ông nội của bà đang có mặt trong từng cơ thể, trong từng tế bào cơ thể của bà. Ông nội của bà đã trao truyền cái hình hài rất là vững chắc, rất là khỏe mạnh của ông ta cho bà. Và tại sao bà không cầu nguyện ông nội đi? Bà cầu nguyện như thế nào? Ông nội ơi, ông nội đang có mặt trong từng tế bào của cơ thể cháu, ông nội giúp cháu đi. Và cái phương pháp của sư cô làng Mai là giúp cho ông ta tiếp xúc được với ông nội của mình ở trong tế bào cơ thể, trong từng tế bào cơ thể của bà ta. Và bà ta theo đó thực tập.
mỗi ngày đều ngồi thiền, mỗi ngày đều tiếp xúc với ông nội ở trong từng tế bào và gọi ông nội lên giúp mình. Tại vì ông nội ngày xưa có những tế bào rất là khỏe mạnh. Và nếu đánh động được những tế bào khỏe mạnh của ông nội thì những tế bào đó sẽ biểu hiện, sẽ hoạt động như thế nào để có thể giúp cho những cái tế bào bị ung thư nó rút lui, nó giảm thiểu. Và một cái pháp lạ đã xảy ra là mấy tháng sau thì bà hết bệnh ung thư. Thành ra ông nội của mình đừng tưởng rằng không còn nữa, ông nội của mình vẫn còn ở trong từng tế bào cơ thể của mình, và mình có thể tiếp tục nói chuyện với ông nội, cầu cứu ông nội mỗi khi mình cần đến ông nội. Tại vì ông nội mình có thể có một hình hài rất là khỏe mạnh, mà ông nội mình cũng có thể có những tài ba, những kinh nghiệm rất là sâu sắc trong cuộc đời. Và nếu chúng ta biết cách tiếp xúc với ông nội của chúng ta thì chúng ta có thể thừa hưởng được cái năng lượng về hình hài cũng như là năng lượng tinh thần của ông nội ta. Và vì vậy cho nên cái truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt là một truyền thống cần phải bảo tồn. Tại vì khi mà chúng ta có bàn thờ tổ tiên ở trong nhà, chúng ta mỗi ngày thắp một cây hương và khấn nguyện thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc với ông bà chúng ta, không phải trên bàn thờ mà ở ngay trong từng tế bào cơ thể ta. Con cháu đi đâu thì ông bà đi theo đó, không phải là đi theo sau lưng mà đi theo ngay trong từng tế bào của cơ thể. Điều này nó không có vẻ tôn giáo tín ngưỡng, nó là khoa học, rất là khoa học. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, gần 6 triệu, từ 6 đến 7 triệu đồng bào chúng ta đã tử vong. Chúng ta có những chiến sĩ đã tranh đấu rất oai hùng cho nền độc lập quốc gia, cho nền tự do của đất nước. Và hàng vạn chiến sĩ đã bỏ mình nơi chiến trường một cách uy hùng như thế. Nhưng mà cũng có những người đồng bào chúng ta đã chết trong những hoàn cảnh rất là tối tăm, rất là oan khuất. Bom, đạn, ngục tù, tù đài, tra tấn. Và vì vậy cho nên cái nỗi oan khổ đó nó vẫn còn nơi cõi âm, và nó vẫn còn nơi cõi dương. Nó nằm ngay ở trong cái trái tim của chúng ta. Khi mà chúng ta dồn nén những cái oan khổ đó vào đáy lòng thì những oan khổ đó vẫn còn, không có tiêu tan được. Và có khi chúng ta hành xử hơi thô bạo với những người thương của chúng ta. Chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại nói một cái câu thô bạo như vậy, hay là có một cái cử chỉ thô bạo như vậy đối với người thương. Thực ra thì cái động cơ, cái động lực nó xui chúng ta nói những cái lời thô bạo hay là có những cử chỉ thô bạo là tại vì chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng mà chưa có chuyển hóa được. Và vì vậy cho nên theo cái nguyên tắc của tâm lý trị liệu, mà nếu chúng ta cho phép những cái nỗi khổ, niềm đau đó nó đi lên trên cái mặt phẳng của ý thức, chúng ta công nhận nó, chúng ta ôm ấp nó, chúng ta chuyển hóa nó, thì chúng ta mới có thể làm tiêu tan những cái nỗi khổ niềm đau đó. Và từ đó về sau, chúng ta sẽ không còn cư xử một cách nặng nề, bạo động, thô bạo với những người xung quanh chúng ta. Nếu không thì chúng ta có thể trao truyền lại những cái năng lượng tiêu cực đó cho con, cho cháu. Rồi một ngày nào đó con cháu chúng ta sẽ cư xử một cách không có dễ thương đối với những người thân của họ, và sẽ không biết tại sao. Tại vì những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái oan ức của chúng ta chưa chuyển hóa được, và chúng ta đã trao truyền lại cho các thế hệ tương lai. Đại trai đàn trần tế giải oan bình đẳng là một cái cơ hội để chúng ta thực tập đưa những cái oan khổ, những cái đau đớn đó lên trên mặt phẳng của ý thức để công nhận nó, để ôm ấp lấy nó và để chuyển hóa nó. Và đây là một sự thực tập cụ thể
Nếu chúng ta chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng thì những người thân của chúng ta cũng chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ, dầu những người đó đang còn sống hay là đã khuất. Và khi chúng ta tới với nhau để cầu nguyện là chúng ta đem hết tất cả tâm thần để mà nhớ tới, để mà tưởng niệm tới những cái khổ đau, những cái oan khuất mà đồng bào, mà những người thân của chúng ta đã phải gánh chịu trong suốt bao nhiêu năm của chiến tranh. Trong Đại Trai Đàn Trần Tế Bình Đẳng Giải Oan ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là trong Đại Trai Đàn Bình Đẳng Trần Tế Giải Oan thực hiện ở tại chùa Diệu Đế, thì chúng ta đã đọc lên những lời khấn nguyện của những người đang sống đối với những người đã khuất. Và để chuẩn bị cho cái trai đàn chẩn tế Bình Đẳng Giải Oan ở chùa Non Nước, chúng tôi xin đọc lại những cái lời khấn nguyện đó để quý vị thấy được cái tinh thần và cái phương pháp thực tập của chúng ta. Lời khấn nguyện trong các trai đàn chẩn tế Giải Oan. Đây là những lời của người sống nói với những người chết, những người ở cõi dương nói với những người ở cõi âm. Và chúng ta biết rằng âm dương tương tức, trong dương có âm và trong âm có dương. Chúng ta nói với những người thân của chúng ta đã qua đời, nhưng mà chúng ta cũng nói với chính bản thân của chúng ta. Kính thưa liệt vị hương linh, quý vị là cha của chúng tôi, quý vị là chồng của chúng tôi, quý vị là anh trai của chúng tôi, quý vị là em trai của chúng tôi, quý vị là con trai của chúng tôi, quý vị cũng là mẹ của chúng tôi, quý vị cũng là vợ chúng tôi, là chị gái chúng tôi, là em gái chúng tôi, quý vị cũng là con gái của chúng tôi. Trong cơn binh lửa, trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài quý giá của quý vị mà đi. Chúng tôi đã đánh mất quý vị. Quý vị hoặc đã chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã chết một cách hào hùng, không hề thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hãnh diện về quý vị. Nhưng quý vị có thể cũng đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, nỗi oan khổ không thể nào nói lên được. Trên rừng sâu, trong biển cả, nơi chốn tù đầy, chết vì bom đạn, hoặc vì kiệt sức, hoặc vì bị bức bách, bị hãm hiếp, rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự lại. Có biết bao nhiêu quý vị đã ngã quỵ mà nắm xương tàn, không biết đang được chôn vùi ở đâu. Những tai ương mà đất nước và dân tộc ta phải chịu đựng trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập và cho tự do, chính quý vị là những người phải gánh chịu nhiều nhất. Chúng tôi, những người thân thuộc và đồng bào của quý vị, hôm nay tới đây thắp hương tưởng niệm quý vị hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước hiên nhà. Trong chúng tôi cũng có những người vẫn còn tiếp tục gánh chịu oan khổ. Nhưng may thay, cơn ác mộng đã qua, đất nước đã được hòa bình, dân tộc đang có cơ hội xây dựng kiến thiết trở lại. Nhờ phúc đức tổ tiên, chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau một cách chính thức, chắp tay nguyện cầu Tam Bảo, nhờ pháp lực gia trì,
thỉnh cầu tất cả liệt vị trở về đoàn tụ, cùng nhau cầu nguyện để giải trừ nghiệp cũ, mở ra một vận hội mới, nhìn nhận nhau, ôm lấy nhau, thương lấy nhau như đồng bào ruột thịt, không còn phân biệt bắc nam, gái trai, già trẻ, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái và ý thức hệ. Tất cả chúng ta đều là đồng bào của nhau. Gặp vận nước rủi ro, trên đường tranh đấu cho độc lập, cho tự do, bị dồn vào thế đối lập nhau, vì tự vệ mà phải chống đối nhau. Nhưng phúc đức tổ tiên để lại vẫn còn, cho nên hôm nay tất cả chúng ta mới được về lại với nhau, để nhìn nhận nhau như con một nhà, để cùng hứa với nhau là sẽ học cho thật thuộc bài học của đau thương trong quá khứ. Nguyện từ nay về sau sẽ không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa. Nguyện từ nay về sau, khi có khó khăn nội bộ, sẽ không nhờ đến bất cứ một thế lực ngoại bang nào can thiệp nữa. Nguyện từ nay về sau sẽ không khởi xướng một cuộc tranh chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Nguyện từ nay về sau sẽ không sử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu với nhau nữa. Nguyện từ nay về sau nỗ lực xây dựng một xã hội thật sự dân chủ, để có thể giải quyết được tất cả mọi bất đồng bằng những phương thức hòa bình dân chủ, mà không sử dụng đến những phương tiện tranh đấu bạo động giữa người đồng bào với nhau. Lạy chư vị tổ tiên huyết thống và tâm linh, chứng minh cho chúng con. Trước mặt quý ngài, chúng con xin kính cẩn phát nguyện như thế. Và chúng con biết rằng một phen đã phát nguyện được như thế thì mọi oan ức sẽ được hoàn toàn giải tỏa, và những vết thương hằn sâu trong lòng tất cả chúng con sẽ bắt đầu được chữa lành. Hôm nay đại trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan được thành lập, mọi nhà đều có thiết bàn thờ cầu nguyện. Chúng con ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo độ thoát cho tất cả mọi hương linh, để tất cả được nương vào pháp lực vô song mà chuyển hòa siêu thăng. Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường tiếp tục chí hướng của liệt vị hương linh. Chúng tôi nguyện mang quý vị trong trái tim để đi về hướng tình huynh đệ và nghĩa đồng bào, và luôn luôn nhớ rằng bầu và bí đều có thể leo chung một giàn, và gà cùng một mẹ không nên bao giờ bôi mặt đá nhau. Và tuệ giác ấy của tổ tiên sẽ soi đường chỉ lối cho con cháu chúng ta bây giờ và mãi mãi. Trong đại trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan ở chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến cảnh tượng các vị tôn đức người xuất gia, các vị cư sĩ người tại gia tới với nhau bằng một trái tim rất là thuần khiết. Cái động cơ để cho chúng ta tới với nhau là sự thương xót, là sự yêu thương đồng bào chúng ta đã tử nạn trong chiến tranh. Và vì vậy cho nên người nào cũng tới bằng một tâm niệm rất là thuần khiết, đóng góp tất cả sức lực của mình để xây dựng trai đàn, để cầu nguyện cho tất cả những người thân. Tôi nhận thấy trong trai đàn chẩn tế bình đẳng ở tại chùa Vĩnh Nghiêm có rất nhiều người đồng bào Công giáo. Thật sự là chúng ta đã tới với nhau không phân biệt Nam Bắc, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, ý thức hệ. Chúng ta đến với nhau như những người đồng bào để cầu nguyện cho tất cả những người thân chúng ta đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Và vì vậy cho nên trái tim người nào cũng trong trắng, cũng tinh khiết. Và trai đàn chẩn tế ở chùa Vĩnh Nghiêm nó có một cái tính cách rất là thánh thiện. Không người nào đến với trai đàn bằng một cái ý tưởng muốn thực hiện một cái gì đó cho bản thân mình, cho cá nhân mình. Tất cả đều đến với tình huynh đệ,
với tình đồng bào, tất cả đều góp lực cầu nguyện. Và vì vậy cho nên cái sự chuyển hóa ở trong tâm thức của mỗi người đã có thể trông thấy một cách rất là rõ ràng. Sau 3 ngày trần tế thì trời đã mưa, có những trận mưa trái mùa rất là lớn. Cái sự chuyển hóa ở trong lòng người đã được trông thấy rất rõ, mà sự chuyển hóa trong trời đất cũng được trông thấy rất rõ. Điều này cũng xảy ra ở tại trai đàn trần tế ở tỉnh Bà Rịa và ở quốc tự Diệu Đế ở Huế. Hôm nay chúng ta đến chùa Non Nước. Có sự có mặt của các vị tôn đức trong giáo hội, có sự có mặt của tất cả các vị cư sĩ, các vị khách quý. Chúng ta cũng tới với cái tâm niệm thuần khiết như thế, vì cái tình thương chúng ta tới để góp sức cầu nguyện cho tất cả những người đồng bào chúng ta, nạn nhân của cuộc chiến. Và chúng tôi thấy trai đàn trần tế là một sự thực tập tập thể để chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đã chôn giấu trong lòng trong bao nhiêu năm tháng. Chúng ta biết rất rõ là mỗi khi những cái nỗi khổ niềm đau trong ta được chuyển hóa, thì những nỗi khổ niềm đau của những người thương của chúng ta đã từng chết đi trong chiến tranh cũng sẽ được chuyển hóa. Và vì vậy cho nên chúng tôi đã đề nghị tất cả các đồng bào Phật tử hay là không Phật tử, trong suốt 3 ngày của Đại Trai Đàn Trần Tế, thực tập hết lòng để cầu cho âm siêu và dương thái. Có nhiều đồng bào, có rất nhiều đồng bào đã thiết lập bản linh ở trước hiên nhà, thắp hương, cúng cháo trong suốt 3 ngày của trai đàn trần tế. Và trong suốt 3 ngày trai đàn trần tế thì chúng ta thực tập ăn chay, chúng ta thực tập cầu nguyện, và chúng ta thực tập phóng sinh, chúng ta thực tập làm những cái hành động từ thiện. Trong gia đình, chúng ta thực tập và phát khởi những cái tư tưởng tha thứ, chấp nhận, thương yêu, hiểu biết. Chúng ta thực tập nói ra những cái lời nói có khả năng tha thứ, có khả năng chấp nhận, có khả năng thương yêu và hiểu biết. Và chúng ta thực tập làm những cái động tác có tính cách chấp nhận, tha thứ, thương yêu, bảo hộ và cứu trợ. Khi chúng ta nhìn vào một cây cam thì chúng ta thấy rằng cái đẹp nhất, cái quý nhất một cây cam có thể hiến tặng cho đời là những chiếc lá cam thật xanh, những bông hoa cam thật trắng và những quả cam thật đẹp. Con người cũng vậy. Con người trong đời sống hàng ngày của mình có thể hiến tặng được những cái đẹp. Cái trước hết, cái đẹp trước nhất là những tư tưởng lành, những cái tư tưởng mà trong Đạo Phật gọi là chính tư duy. Khi chúng ta phát khởi được một tư tưởng nó đi đôi với tình thương yêu, sự chấp nhận, sự tha thứ, sự hiểu biết, thì đó là một cái hiến tặng rất lớn của chúng ta cho cuộc đời. Trong bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn, chúng ta đã được nghe về tứ đế và bát chính đạo. Và chính tư duy là một trong 8 cái sự thực tập bát chánh đạo, phát khởi ra những tư tưởng lành, những cái tư tưởng đi theo với sự tha thứ, chấp nhận, thương yêu, hiểu biết. Khi mà chúng ta phát khởi được một tư tưởng như thế thì tự nhiên cái tư tưởng đó sẽ có một cái hiệu quả trị liệu và nuôi dưỡng đối với hình hài của chúng ta
và đối với tâm thức của chúng ta. Chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta có những tư tưởng đen tối, độc hại, thì nó làm hại cho cái sức khỏe của chúng ta, sức khỏe vật chất và sức khỏe tinh thần. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có thể phát khởi ra được một tư tưởng tha thứ, thương yêu, thì tự nhiên cái sức khỏe của chúng ta sẽ được tăng tiến. Chữa bệnh bằng chính tư duy. Và khi mà chúng ta phát khởi được một tư tưởng lành, một tư tưởng thương yêu, chấp nhận, tha thứ, thì đó là một cái tặng phẩm của chúng ta đối với thế giới. Cái tư tưởng đó, nó sẽ có công năng trị liệu và nuôi dưỡng thế giới. Và vì vậy cho nên chính tư duy là một cái phép thực tập căn bản ở trong Đạo Phật. Mỗi ngày chúng ta làm thế nào để phát khởi ra được những tư tưởng như thế, đó là cái quà, cái tặng phẩm đẹp nhất mà một con người có thể hiến tặng cho đời. Thứ hai, cái tặng phẩm thứ hai mà chúng ta có thể cung hiến là những lời nói. Những lời nói có khả năng chấp nhận, thương yêu, tha thứ, gây niềm tin và tạo dựng sự hiểu biết, sự thông cảm. Cái đó từ ngữ Phật giáo gọi là chính ngữ. Chúng ta người nào cũng có thể phát khởi được những cái chính ngữ, nói ra được những lời nói có công năng chấp nhận, tha thứ, thương yêu, đùm bọc, gây cảm hứng, gây niềm tin. Và nếu chúng ta có những cái tư tưởng lành, có những tư tưởng thuộc về chính tư duy, thì chúng ta rất dễ dàng có thể phát khởi ra những cái lời nói có khả năng trị liệu cho bản thân của mình và có khả năng trị liệu cho những người trong gia đình mình và trong xã hội mình. Và đó là cái tặng phẩm thứ hai một con người có thể hiến tặng cho bản thân, cho xã hội và cho thế giới. Và cái tặng phẩm thứ ba mà chúng ta có thể hiến tặng là chính nghiệp, nghĩa là những hành động có khả năng bảo hộ, tha thứ, cứu trợ, thương yêu và chấp nhận. Chúng ta đã nói về một cây cam và những tặng phẩm đẹp nhất một cây cam có thể cung hiến cho đời. Những cái chiếc lá cam rất xanh, những cái hoa cam rất là trắng và những quả cam rất đẹp. Thì con người cũng vậy, con người cũng có thể trong đời sống hàng ngày hiến tặng ba cái rất đẹp. Đó là những tư tưởng đẹp, những tư tưởng chính tư duy, những cái lời nói chính ngữ và những cái hành động chính nghiệp. Những cái tư tưởng, những cái lời nói, những cái hành động nó có khả năng, nó có công dụng tha thứ, thương yêu, chấp nhận. Và mỗi chúng ta đều có thể làm được như vậy trong đời sống hàng ngày. Và chúng tôi đã từng trong những bài pháp thoại ở Sài Gòn hay ở Huế đề nghị đồng bào Phật tử trong 3 ngày đãi trai đàn chẩn tế tập nghĩ như thế, tập nói như thế và tập hành động như thế, và hồi hướng tất cả ba cái nghiệp đó, tốt lành đó, để cầu cho dương siêu âm thái, âm siêu dương thái. Cái phẩm vật mà chúng ta có thể cúng dường, cái phẩm vật quý giá nhất mà chúng ta có thể cúng dường lên Tam Bảo để hồi hướng cho những người đồng bào tử nạn, chính là ba cái phẩm vật quý giá đó, những cái tư tưởng, những cái lời nói và những cái hành động nó có chiều hướng chấp nhận, thương yêu, tha thứ, đùm bọc. Và chúng ta biết rằng mỗi ngày tất cả chúng ta, người xuất gia hay là người tại gia, người Phật tử hay là người chưa phải là Phật tử, cũng có thể thực tập được. Trong Đạo Phật, chúng ta nghe nói đến cái chữ nghiệp. Nghiệp là gì?
Nghiệp tức là năng lượng. Cái năng lượng phát xuất ra từ tư tưởng gọi là ý nghiệp. Cái năng lượng phát xuất ra từ lời nói gọi là khẩu nghiệp. Và cái năng lượng phát xuất ra từ thân thể gọi là thân nghiệp, thân, khẩu và ý. Theo cái giáo lý của Đạo Phật và theo kinh nghiệm của người thực tập, thì tất cả những cái tư tưởng nào chúng ta phát ra đều có một cái ảnh hưởng trên tự thân và trên thế giới. Nó không bao giờ mất được. Tất cả những lời nói của chúng ta đều có một cái ảnh hưởng trên tự thân của chúng ta và trên thế giới. Tất cả những hành động của chúng ta đều sẽ có một cái ảnh hưởng trên tự thân chúng ta và trên thế giới. Và vì vậy cho nên trong kinh có nói rằng giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, dầu có trăm ngàn kiếp đi nữa thì những cái nghiệp chúng ta làm ra, tạo ra cũng bao giờ mất. Trong bắt đầu buổi pháp thoại, chúng ta đã nói tới một giọt nước mưa. Chúng ta nghĩ rằng giọt nước mưa có thể từ có để trở thành không. Giọt nước mưa có thể bị thấm vào lòng đất, hoặc giọt nước mưa có thể bốc thành hơi để trở thành một phần của đám mây. Và chúng ta thấy rõ ràng không có cái gì mất hết. Đám mây chỉ có thể trở thành mưa, chỉ có thể trở thành tuyết. Đám mây không thể nào từ có mà trở thành không. Những cái nghiệp của chúng ta cũng vậy. Tất cả những cái tư tưởng mà chúng ta phát khởi trong đời sống hàng ngày, dầu là những tư tưởng hận thù, đen tối, hay là những tư tưởng từ bi, thương yêu, những tư tưởng đó sẽ lên đường đi luân hồi. Và vì vậy cho nên chúng ta hãy cẩn thận trong khi tư duy, trong khi nói năng và trong khi hành động. Và ba cái nghiệp đó là sự tiếp nối của chúng ta. Ba cái năng lượng đó là sự tiếp nối của chúng ta, là chúng ta trong tương lai. Nếu chúng ta muốn biết trong tương lai chúng ta sẽ là gì, và chúng ta có một sự tiếp nối đẹp đẽ hay không, thì chúng ta chỉ cần nhìn vào ba nghiệp của ngày hôm nay. Nếu ba nghiệp ngày hôm nay đẹp đẽ, mỗi ngày nếu tôi có thể chế tác được những tư tưởng thương yêu, tha thứ, chấp nhận, nếu tôi có thể nói được những cái lời nói ái ngữ, thương yêu, tha thứ, chấp nhận, nếu tôi có thể làm được những cái hành động có khả năng bảo hộ, che chở, cứu độ, thì tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ có một cái tương lai, tôi sẽ có một cái sự tiếp nối đẹp đẽ trong tương lai. Đó là cái căn bản của giáo lý luân hồi trong Đạo Phật. Khi chúng ta có một quan niệm duy vật, thì chúng ta có thể không thấy được điều đó. Chúng ta nghĩ rằng sau khi chúng ta chết, sau khi cái thân mạng, cái thân thể này nó tàn hoại rồi, thì chúng ta không còn nữa. Nhưng kỳ thực, nói như thế tức là không có khoa học, trái với khoa học. Có một nhà khoa học Pháp tên là Lavoisier đã nói rằng không có cái gì mất đi hết. Rien ne se perd. Đó là đứng về phương diện vật chất và năng lượng mà nói. Điều này rất là đúng với là giáo lý của Đạo Phật. Ông ta nói rằng không có gì từ có trở thành không, và không có gì từ không trở thành có. Nguyên văn tiếng Pháp là rien ne se crée, rien ne se perd. Và tuy là ông không có học Phật, chưa bao giờ học Phật, Lavoisier, nhưng mà ông nói giống như là trong kinh, là không có, không sinh cũng không diệt, vạn pháp không sinh cũng không diệt. Rien ne se crée, rien ne se perd, đúng là cái câu dịch đích thực của bốn chữ là không sinh cũng không diệt. Vậy thì do những cái nhân duyên nó tới với nhau, nó tụ hợp lại mà chúng ta làm phát khởi ra những tư tưởng, làm phát khởi ra những lời nói, làm phát khởi ra những cái động tác, thì những động tác đó nó tiếp tục, nó lên đường, nó luân hồi. Và chính cái nghiệp đó, xấu hay là đẹp, đều là sự tiếp nối của chúng ta.
Cho nên chúng ta nên đầu tư cho chúng ta một tương lai đẹp bằng cái cách đầu tư hay nhất là mỗi ngày làm thế nào phát khởi được những cái tư tưởng lành, những tư tưởng thương yêu, hiểu biết. Làm thế nào để mỗi ngày nói được những câu nói ái ngữ giúp cho người ta có thêm niềm tin, giúp cho người ta có thêm niềm tự tin và giúp cho người ta hòa giải với nhau. Và mỗi ngày làm được những cái hành động nó có tính cách bảo hộ, cứu trợ, giúp đỡ, che chở. Như vậy thì chúng ta đầu tư vào cho tương lai của chúng ta. Và trong khi mà phát khởi những tư tưởng lành như thế, trong khi nói ra được những cái lời ái ngữ như thế, trong khi làm những cái hành động cứu độ như thế, thì chúng ta đầu tư vào cho chúng ta đầu tư vào cho những người thương của chúng ta có thể chuyển được những cái nghiệp cũ. Quá khứ tuy là không còn, nhưng mà kỳ thật quá khứ vẫn còn đó. Ngày hôm qua, ví dụ như ngày hôm qua tôi đã nói một câu nói không dễ thương, và ngày hôm nay tôi hối hận. Ngày hôm qua vì có thể vì bực bội, tôi đã nói một lời nói không dễ thương với một người bạn hay là với một người thân. Thì ngày hôm nay thức dậy, tôi giật mình, tôi nói rằng ngày hôm qua mình đã phát khởi ra một cái khẩu nghiệp không được đẹp, không xứng đáng với mình. Nhưng mà cái ngữ nghiệp đó nó đã lên đường rồi, nó không có mất. Thì làm thế nào để chữa lại, để mà chuyển hóa được cái nghiệp không đẹp mà hôm qua mình làm. Thì ngày hôm nay mình biết rằng muốn chuyển hóa cái nghiệp ngày hôm qua thì mình phát khởi ra một cái nghiệp khác. Mình quyết định nói với người đó một câu ngược lại. Ngày hôm qua mình đã nói với người đó một câu không dễ thương, ngày hôm nay mình nói một câu dễ thương. Và mình có thể nói bằng điện thoại di động, hay là mình có thể gửi một cái điện thư cho người đó. Mình nói, bạn ơi, ngày hôm qua vì có những bực bội trong lòng, tôi đã nói một cái câu nói không dễ thương với bạn, tôi hối hận lắm. Tôi nghĩ rằng, tôi thấy rằng những cái điều tôi nói không có đúng với sự thật. Bạn là một người mà tôi rất là mến phục, tôi rất là thương yêu, và tôi cần sự có mặt của bạn trong cuộc đời này. Thì khi mà mình nói được một câu nói như vậy, thì câu nói này nó là ngữ nghiệp, và cái bản chất của nó, cái chất lượng của nó hoàn toàn nó khác với cái chất lượng, cái bản chất của câu nói ngày hôm qua. Và câu nói này nó như một tia chớp, nó sẽ bắt kịp cái câu nói ngày hôm qua và nó chuyển hóa, nó trung hòa hóa cái câu nói hôm qua. Nó tiếng Pháp là neutralize, nó rất là hay. Vậy thì nếu hôm qua chúng ta đã phát khởi một tư tưởng không xứng đáng, thì ngày hôm nay chúng ta có thể phát khởi một tư tưởng ngược lại, và tư tưởng ngày hôm nay sẽ bắt kịp tư tưởng ngày hôm qua để chuyển hóa, để làm cho sạch, thanh tịnh hóa cái tư tưởng ngày hôm qua. Nếu ngày hôm qua chúng ta đã có một hành động không dễ thương, một hành động không có bảo hộ, một hành động gây khổ đau, thì ngày hôm nay giác ngộ được, chúng ta có thể có một hành động khác ngược lại. Và nếu chúng ta làm được điều này thì chúng ta có thể chuyển hóa được nghiệp cũ. Tôi xin kể để chư vị tôn đức nghe câu chuyện của một cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tới tu tập với chúng tôi ở bên Mỹ. Và cái nỗi khổ niềm đau của người cựu chiến binh Hoa Kỳ này nó lớn quá. Các cái nhà tâm lý trị liệu đã không giúp được cho anh ta, mà các ông linh mục cũng không giúp được cho ông ta. Và mãi đến khi ông tới một khóa tu do chúng tôi tổ chức cho người cựu chiến binh, thì cái khổ đau đó mới được giải tỏa. Câu chuyện này nó chứng tỏ rằng chúng ta có khả năng làm tiêu cái nghiệp cũ và làm cho cái nghiệp tương lai của chúng ta đẹp hơn. Trong một trận đánh ở Việt Nam thì cái đơn vị của người
có người cựu chiến binh đó bị quân kháng chiến tiêu diệt hoàn toàn. Và vì vậy cho nên anh ta rất là hận thù và anh ta muốn trả thù. Mà trả thù một cách rất là nhỏ nhen. Trong cái làng mà anh ta biết là đã xảy ra cuộc chiến đó và các người ở trong cái đơn vị anh đã chết, anh ta tới đó, anh ta đem theo một cái bao, những cái bánh mì sandwich, bánh mì cặp trà. Anh ta bỏ thuốc độc, thuốc nổ đó, thuốc súng, chất nổ đó vào trong những cái bánh sandwich đó, bánh mì cặp trà đó, và anh ta để ở cái góc đầu làng. Và sau đó thì anh ta thấy 5 đứa con nít ở trong làng đi ra, nó khám phá ra được một cái bao, một cái túi bánh rất là ngon lành, và tụi nó chia nhau nó ăn. Và ăn xong được chừng 10 phút thì đứa nào cũng ôm bụng mà la trời hết. Anh ta núp vào trong bụi rậm, anh ta thấy được điều đó. Và bố mẹ của các em bé này chạy ra lo lắng tìm cách chữa trị cho 5 đứa bé. Và anh ta biết chắc rằng không có thể nào giúp được 5 đứa bé sẽ chết. Là tại vì cái nhà thương gần nhất đó là cũng phải nửa ngày xe. Và anh ta đã trả thù bằng cách bỏ thuốc TNT vào trong những cái bánh sandwich đó. Anh ta sống sót trở về Mỹ và anh ta mang theo cái hình ảnh của 5 đứa con nít chết đó, ở trong cái làng đó. Và từ đó về sau, cái mặc cảm tội lỗi của anh ta làm cho anh ta khổ đau suốt ngày, suốt đêm. Chỉ vì muốn trả thù cho những người bạn đồng đội mà anh ta đã làm một cái cử chỉ hèn kém như thế. Và trong suốt 10 năm anh ta khổ đau mà anh ta không có thể nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Anh ta không có dám kể lại câu chuyện đó với bất cứ một người Mỹ nào trừ mẹ của anh ta. Thì khi mà anh ta nói cho mẹ nghe thì mẹ cũng không biết cách để giúp anh ta. Mẹ nói rằng là, này con ơi, chiến tranh nào nó cũng có những cái như vậy xảy ra. Con đừng có đau khổ nhiều mà nó tổn hao cho cái sức khỏe của con. Nhưng mà lời khuyên đó không có đủ làm cho anh bớt khổ. Mỗi khi anh ngồi trong phòng mà anh nhận ra được là có những con nít, có những em bé đang ngồi cùng phòng với anh chịu không nổi, anh phải chạy ra khỏi cái phòng đó. Nếu không thì anh phát điên. Khi nào mà anh nhận thấy rằng có con nít trong phòng đang ngồi chung với anh, thì anh không thể nào ngồi chung với bốn con nít đó. Dù đó là con nít Mỹ, anh phải bỏ ra ngoài. Và ta sống trong địa ngục như vậy ban ngày và ban đêm, cho đến cái ngày mà anh ta có cơ hội ghi tên vào trong khóa tu chúng tôi tổ chức cho những người cựu chiến binh Hoa Kỳ. Và trong khóa tu đó, một khóa tu rất là khó. Tôi nhớ là có những người trong khóa tu, chúng ta có những cái buổi thiền hành, tức là đi chậm chậm, từng bước chân thảnh thơi, đi 300 người, 400 người, 500 người, đi từng bước chân thảnh thơi. Thì có một cựu chiến binh Hoa Kỳ sợ không dám đi như vậy. Tại vì khi mà anh ta thấy cái hình ảnh của một đoàn người đang đi chậm chậm, anh nhớ lại những cái ác mộng, cơn ác mộng ở Việt Nam. Ngày xưa anh cũng đã từng đi những bước chậm chậm như vậy trong rừng sâu Việt Nam. Và anh đi chậm là tại vì anh sợ dẫm vào những cái hầm trong, những cái bẫy sập, những cái trái lựu đạn. Cho nên bây giờ anh thấy những người đi từng bước chậm như thế, tự nhiên cái hình ảnh ngày xưa nó trở về. Anh không dám tham dự vào cái đoàn thiền hành. Anh ta đi cách xa đội chừng 30 thước để lỡ ra có chuyện gì thì chạy cho nó kịp. Và có một cựu chiến binh khác không dám ngủ trong cư xá, đi ra ngoài rừng, cắm một cái lều, rồi đặt những cái trông hầm xung quanh để mà tự bảo vệ mình. Có những người sống trong ác mộng về tới Mỹ rồi, 5 năm rồi, 7 năm rồi, mà ác mộng vẫn đi theo những người đó. Thì trong một cái buổi thiền trà, anh đã có can đảm nói ra, thuật ra câu chuyện mà anh đã giết 5 đứa bé ở Việt Nam. Giúp cho anh nói ra được rất là khó.
Ngày thứ nhất anh nói không được, ngày thứ hai cũng không nói ra được, ngày thứ ba cũng không nói ra được. Dầu có một số các thầy, các đạo hữu ngồi đó và khuyến khích anh nên nói ra tất cả những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng, nói ra được thì nó nhẹ, anh không nói được. Mãi đến ngày thứ năm anh ta mới nói ra được, anh ta mới kể ra cái câu chuyện là anh ta đã giết 5 đứa bé Việt Nam bằng thuốc nổ bỏ vào trong cái xăng đít. Thì lúc đó tôi có trách nhiệm mà để cho anh tham vấn. Thì sau khi nghe câu chuyện đó rồi tôi nói như thế này, một mình tôi với anh thôi. Tôi nói được rồi, tôi công nhận là anh đã giết 5 em bé Việt Nam và anh rất là hối hận. Anh đã làm một cái ác nghiệp trong quá khứ. Anh đã có tư tưởng hận thù, anh đã có hành động hận thù và anh đang gánh chịu những cái hậu quả khắc nghiệt của cái nghiệp xấu ngày xưa. Tôi công nhận đó là điều có thật, nhưng mà tôi có đường thoát cho anh. Anh nghe đây, anh có biết rằng hiện bây giờ trong giây phút hiện tại có những đứa con nít đang chết hay không? Có những đứa, có những em bé nó chỉ cần có một viên thuốc penicillin thôi là nó được cứu mạng, và nó nghèo quá bố mẹ không có thể nào mua thuốc cho nó. Và không phải là những em bé đó đang chết ở các nước Phi Châu hay Á Châu, mà nó chết ngay ở bên nước Mỹ. Ở bên Mỹ cũng còn cái sự nghèo đói và mỗi ngày đều có con nít đang chết hết. Tại sao anh không có đem cái đời sống của anh để cứu trợ những đứa con nít như vậy? Ngày xưa anh có giết 5 đứa thật, nhưng mà ngày hôm nay anh có thể cứu được 5 đứa và anh có thể cứu được 50 đứa. Tại sao anh không đem cuộc đời của anh ra để mà cứu giúp, cứu sống những em bé đang chết, mà anh cứ bị giam hãm mãi, tự giam hãm mình mãi trong cái tội lỗi của quá khứ? Mình có thể chuyển nghiệp được. Nếu anh cứu được 5 em bé trong giây phút hiện tại thì anh chuyển được cái nghiệp quá khứ. Và nếu anh cứu được 10 đứa thì anh có lời. Và như vậy thì cái nghiệp tốt của anh càng ngày càng lớn và sẽ đưa lại hạnh phúc cho anh. Thì tôi chỉ nói có 15 phút thôi mà con người của anh ta thay đổi hoàn toàn. Anh ta thấy một con đường thoát. Tại sao bây giờ anh có thể trở thành một vị Bồ Tát đi cứu những em bé đang chết trong giây phút hiện tại? Ngay trong nước Mỹ cũng có những em bé đang chết trong giây phút hiện tại mà anh cứ tự giam mình trong cái mặc cảm tội lỗi ngày xưa. Thì khi sau khi được khai thị thì người kia thấy được con đường và cái mắt nhìn của anh ta cho thấy rằng anh ta bắt đầu có niềm hy vọng và anh ta bắt đầu anh cười được, anh thấy được con đường. Và đó là cái pháp môn thầm thâm vi diệu của Đạo Phật. Mình đã gây ra nghiệp xấu nhưng mà biết cách sám hối và biết cách phát lời nguyện lớn để mà làm, để mà tạo ra những nghiệp tốt, để mà chuyển trừ cái nghiệp cũ, thì tự nhiên trong giây phút hiện tại đã có sự chuyển biến trong con người của mình rồi. Và nhờ được khai thị như vậy trong 15 phút mà người đó đã được cứu thoát ra khỏi cái địa ngục của anh ta. Và hiện bây giờ anh ta đã sinh hoạt được như một con người bình thường. Anh ta đã lên đường, anh ta đã cứu trợ được cho không biết bao nhiêu là em bé đang ở vào cái tình trạng tuyệt vọng, sắp chết. Vậy thì trong quá khứ, nếu chúng ta đã có những cái, đã tạo ra những cái nghiệp xấu, đã chế tác ra những tư tưởng xấu, hận thù, tàn bạo, nếu chúng ta đã nói những câu ác độc, làm gây ra thương tích trong chúng ta và trong những người khác, nếu chúng ta đã có những hành động hận thù, tàn bạo, thì chúng ta nên biết rằng chúng ta vẫn có con đường thoát, là chúng ta phải sám hối. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta không quyết định là không lặp lại những lỗi lầm cũ. Trái lại, chúng ta lập cái lời nguyện, hành động, tư duy và nói năng theo một chiều hướng mới và tạo ra những cái nghiệp tốt
nó có khả năng chuyển hóa cái nghiệp cũ. Và căn cứ trên cái tuệ giác đó mà chúng ta có thể thay đổi được đời sống của chúng ta, thay đổi được cái đời sống của những người thương của chúng ta. Dù chúng ta trong quá khứ đã có những cái đã tạo ra những nghiệp không có tốt đẹp, dù người thương của chúng ta trong quá khứ đã không có cơ hội tạo nghiệp tốt mà đã tạo ra những nghiệp xấu, thì chúng ta trong giây phút hiện tại nhờ tu tập thanh tịnh hóa tam nghiệp mà chúng ta có thể thay đổi được cái tình trạng một cách rất là mau chóng. Đại trái đàn Trần Tế Giải Oan là một cái cơ hội để chúng ta thực tập. Và vì vậy cho nên chúng tôi đã yêu cầu, đã đề nghị tất cả các đồng bào Phật tử trong 3 ngày đại trái đàn Trần Tế thực tập như thế nào, để trong 3 ngày đó chỉ phát khởi những tư tưởng lành mà thôi, chỉ nói ra những cái câu nói có tình có nghĩa mà thôi, và chỉ có những hành động phóng sinh, bảo hộ, cứu trợ mà thôi, thì cái công đức đó nó sẽ rất là lớn. Và với công đức đó chúng ta có thể hồi hướng cho tất cả những đồng bào, những người thương của chúng ta đã chết trong chiến tranh. Và đây là một thực tập có tính cách rất là khoa học, không phải là không có gì là thần bí, không có gì là mê tín hết. Thì hôm nay trong bài thuyết pháp ba pháp thoại đầu tiên này, chúng tôi sẽ xin nói ra từng đó làm nguyên tắc của sự thực tập của chúng ta. Cái đề tài của chúng ta là người thương của chúng ta, người thương của tôi mất, tôi làm thế nào để tiếp xúc với người đó, và tôi có thể làm gì để chuyển hóa cái nghiệp của người đó và giúp cho người đó siêu thăng một cách dễ dàng. Thì hôm nay chúng ta đã bắt đầu bắt đầu giải quyết những cái nghi vấn như thế. Và xin hẹn với chư vị tôn đức, các vị khách quý và các vị đạo hữu Phật tử, chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này ngày mai đúng 8:30. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Vừa rồi trong pháp hội chúng con được thành kính tri ân hòa thượng đã ban bố pháp lũ cho pháp hội về ý nghĩa trần thế, và sau đây là đến cũng Phật đại khoa chương trình như trên, chúng con được ứng mong chư tôn tiền đức tăng ni hoan hỷ và trong ban ứng cúng chuẩn bị để cung nghinh chư tôn tiền đức làm lễ cúng Phật đại khoa. Và sau đây xin được cung thỉnh các ban trong ban nghi lễ, ban cung nghinh lên để cung rước xương về dưới khách đường, và chúng con một lần nữa xin được thành kính tri ân công đức của xương và toàn thể đại tràng cho bộ tràng pháo tay đồng nhiệt.